cảm ơn quý thính giả luôn tiếp tục theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Lê Minh Nguyên, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Nhìn sang Việt Nam trong tuần lễ vừa rồi và những ngày cuối năm âm lịch này, thì ở Việt Nam lại có liên tục hai vụ án chính trị, và trong đó hai ngày trước cái vụ án nổi tiếng nhất mà làm cho cả thế giới phải sửng sốt một lần nữa là vụ án của anh Phạm Đức Bình, Hoàng Đức Bình. Anh Nguyên theo dõi cái vụ án này với cái bản án 14 năm như vậy, anh có thấy là nó có nằm là nó đi quá cái sức tưởng tượng của mọi người? Đúng là nó quá sức tưởng tượng, mà nó tàn nhẫn là bởi vì anh Hoàng Đức Bình đó, anh đi với một linh mục ngồi trên xe để đi tới nạp đơn cho một cái vụ kiện về môi trường, kiện Phật Bô Sa. Anh ta ngồi trên xe rất là hòa bình, rất là ôn hòa, không có gì hết mà ngồi với linh mục. Rồi cảnh sát chặn xe bắt anh ta, rồi bây giờ kết cho anh ta là hai cái tội, mà mỗi tội 7 năm, hai tội 14 năm. Đó là một cái bản án không phải cho anh Hoàng Đức Bình, mà là bản án để nhằm mục đích là dằn mặt mấy vị linh mục cũng như dằn mặt những người mà muốn kiện Phật Bô Sa. Để nhắc lại quý khán giả là hai cái tội danh đó là tuyên truyền chống nhà nước, phải không ạ? Đó, và chống người thi hành công vụ. Đúng. Mỗi bản án là 7 năm. Một bản án là 7 năm. Đó. Và trong trường hợp này, nó riêng trong cái hệ thống mà xử án của Việt Nam á, cái trường hợp mà cộng hai bản án lại đó, thay vì cùng ở tù một thời gian, bây giờ cộng gấp đôi lại đó, thì là trường hợp đó bình thường. Đấy, cái trường hợp đó, thí dụ như là hai bản án mà cộng lại bây giờ hai tội khác nhau đó, thì cái chuyện đó tôi thấy là nó cũng bình thường chứ không phải là bất thường. Bởi vì có nhiều người là thí dụ như là bản án xử cái cuộc đời ở Hoa Kỳ chẳng hạn, một cuộc đời người chết tới 80-90 tuổi là chết rồi, bản án là nhiều 150 năm, thì có lẽ là họ là mà sống hai đời cũng phải chỉ ngồi tù thôi. Thì trở lại vấn đề anh Hoàng Đức Bình này, thì cái vấn đề ảnh là cái người ôn hòa mà tranh đấu cho vấn đề môi trường, kiện Phạm Mùi Sa. Mà môi trường là cái vấn đề gọi là sinh tử, vấn đề sống chết. Nó giống như không khí, chúng ta thấy nó không quan trọng nhưng mà không có không khí chúng ta chết liền. Còn môi trường nó giống như con cá ở trong nước, mà con cá mà nước trong lành, cá khỏe mạnh, mạnh nước cá nước đục thì chết. Mà trong khi đó cái báo cáo môi trường vừa rồi chúng ta thấy là một cái báo cáo mới về cách đây chừng một tuần nói rằng tại Hà Nội trong một năm, năm 2017 chỉ có 38 ngày là không có ô nhiễm thôi. Còn tất cả 365 ngày còn là 300 mấy ngày còn lại nó đều ô nhiễm gấp 4 lần hay là trên 4 lần cái mức cho phép. Mà nó nói rằng nó tương đương với Bắc Kinh. Mà ở Bắc Kinh đó, thì cái báo cáo về Bắc Kinh nó nói rằng là một người ở Bắc Kinh đó là hít thở không khí đó giống như một ngày hút 40 điếu thuốc. Thì có nghĩa là ở Hà Nội cũng tương tự như vậy. Mà ô nhiễm môi trường thì rõ ràng là nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của người dân. Đó là cái sự sống sự chết của người dân. Mà anh Bình là ảnh để tranh đấu cho vấn đề môi trường, mà đây là một cái án chính trị mà tìm cách là thứ nhất là đàn áp những cái tiếng nói quan tâm tới vấn đề môi trường, và thứ hai là chính vì trong nội bộ họ bây giờ rất là e ngại là cái vòi trong xương vòi ra, thành ra họ đàn áp cái lực lượng ở dân chủ bên ngoài, lực lượng xã hội dân sự bên ngoài họ đàn áp rất là tàn nhẫn, là bởi vì họ sợ rằng khi mà họ đánh nhau như vậy là cả hai người đều chết, thì bây cái lực lượng dân chủ, lực lượng mà quan tâm tới xã hội dân sự có thể là mạnh hơn. Thành ra họ đang đánh nhau, chứng tỏ thứ nhất là họ càng ngày càng lo sợ. Thứ hai là nội bộ họ càng ngày càng rượu. Thành ra họ mới kết những cái án mà chúng thấy là trong lịch sử mình chưa thấy là rất là tàn nhẫn. Tôi thấy một cái, quý vị cứ so sánh cái án của anh Bình với lại cái án của ông Đinh La Thăng. Một ông là bao nhiêu tiền, bao nhiêu của. Trong khi ông này đó rất là ôn hòa, mà tranh đấu cho cái gì? Cho dân chúng, cho cái ôn hòa. Một thành ra do đó mình thấy là ở đây đó, mình thấy rõ ràng là đây nó có hai ba thứ, nghĩa là luật pháp cho những người trong đảng và luật pháp cho những người ngoài đảng, cho dân chúng. Thì hai cái mà tôi đồng ý với anh Nguyên rất là nhiều đó, đây là anh Bình bị 14 năm, tại sao không có bắt ông linh mục? Đây là dàn mặt, cái là người ta đánh dàn mặt, họ chưa có dám đụng tới ông linh mục thôi, nhưng mà ngày nào thì họ sẽ tới cái chuyện đó, họ cố gắng
Nhưng mà sắp Tết rồi, thế nào tôi nghĩ là ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói, nhưng mà mình thấy là rõ ràng là cái này đó là một cái án là nói bất công thì ở Việt Nam lúc nào cũng bất công rồi, mình không cần nói nhiều, nhưng mà mình chỉ nói ở đây đó, nếu mình so sánh hai cái án, hai cái bản án thì mình thấy rõ ràng là nó có hai thứ tư pháp, một cái tư pháp cho dân chúng, nghĩa là không có nói được, nghĩa là trong khi một cái tư pháp cho những cái người mà trong đảng thì rõ ràng là mình thấy là bất công rồi. Riêng trong những vụ án chính trị thì cái bản án nặng với nhẹ nó cũng phản ảnh phần nào cái sự lo sợ hay là cái ưu tiên của chính quyền, phải không ạ? Thì khai chú Khiêm nghĩ tại sao chính quyền lại coi Hoàng Đức Bình là một người nguy hiểm đến mức đó so với những người như mẹ nắm chẳng hạn. Thực ra thì cái vụ án Hoàng Đức Bình ấy là vụ án sau mẹ nấm, chứ không phải trước. Đúng. Cái lúc mà trước khi mà còn mẹ nấm ấy, thì cái lúc đó Mỹ chưa chứng tỏ là đờ cho Cộng sản Việt Nam vấn đề nhân quyền nhiều như bây giờ. Đối với vụ án Hoàng Đức Bình ấy, thì chúng ta nhìn thấy này là Cộng sản Việt Nam ấy sẽ không bỏ tù mấy ông linh mục, mà chỉ bỏ tù những người theo ông linh mục. Để làm gì? Để cho những người theo linh mục đó thấy rõ ràng là theo không có lợi gì cả, bởi vì sẽ bị tù một cách rất là nặng nề. Trong khi đó thì Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên bố với thế giới rằng hoàn toàn không có đụng tới tôn giáo. Đấy là cái điều mà chúng ta nhìn thấy Cộng sản Việt Nam có cái tính cách lắt léo ở chỗ đó. Và sau này đó, nếu mà công tôn giáo đó mà sách động người ta để xuống đường gì cả, kêu gọi người ta xuống đường đó, thì những người dân có thể thấy rõ là cái vị lãnh đạo tinh thần không sao cả, nhưng mà những người đi theo sẽ bị nguy hiểm. Và vì vậy cho nên những người theo, chỉ những người nào can đảm và lì lợm lắm mới dám đi theo linh mục, còn không có thì sẽ không có đi theo. Đó là điều thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa đó, thì chúng ta nhìn thêm điều này là Cộng sản Việt Nam thấy Hoàng Đức Bình là nguy hiểm, bởi vì Hoàng Đức Bình ở trong cái khu vực giáo dân và có uy tín, cho nên Hoàng Đức Bình sẽ là một trong những người có thể có nguy hiểm cho Cộng sản Việt Nam. Chính vì thế cho nên nếu Hoàng Đức Bình mà đi ra ngoại quốc ok thì không sao cả, nhưng mà còn lại Việt Nam ấy, thì Cộng sản Việt Nam phải dằn mặt. Đó là lý do mà chúng ta thấy việc kỳ vừa rồi Cộng sản Việt Nam đã thả một cái nhạc sĩ đi sang bên Mỹ, đó là Việt Khang. Nếu Việt Khang ở Việt Nam thì có thể nguy hiểm, mà Việt Khang đi sang Mỹ thì coi như là Cộng sản Việt Nam đã phủi tay. Và Hoàng Đức Bình là cái người mà có thể có uy tín, cũng giống như những người khác có thể có uy tín, để tạo nên một cái khối chống lại Cộng sản Việt Nam. Đó là lý do. Tôi xin phép thêm một cái nữa là bây giờ mình cũng là 50 năm kỷ niệm Tết Mậu Thân. Thì quý vị nhớ là trong Tết Mậu Thân á, cái đầu tiên họ làm tại Huế đó là những người nào được uy tín là họ mang ra họ giết hết. Giết hết. Mà giết một cách tàn nhẫn. Bây giờ thì không dám giết nó đâu, tại vì cái thời buổi nó thay đổi rồi. Hồi xưa đó quý vị thấy là tất cả cái đầu tiên mà Cộng sản làm đó là khi họ tới một cái xã đó là họ giết ông thầy trước. Là vì cái ông thầy đó là cái người có học, thành ra để họ muốn là cho dân chúng theo cái ý của họ. Nhưng mà nếu mà ông giáo viên thì là ông có học thì nói, đâu có phải nói gì ông cũng nghe đâu. Do đó là mình đừng có quên Cộng sản cũng như vậy thôi, họ cũng không thay đổi gì. Nhưng mà thời buổi này thì họ không có dám giết, thấy không? Họ mang ra xử, nói là có tư pháp đàng hoàng, nhưng mà cái tư pháp của họ là lệch lạc. Thì mình thấy là đây, tôi cũng muốn nhắc quý vị là bây giờ mình cũng kỷ niệm 50 năm của cái Tết Mậu Thân, thì mình nên nhớ là cái chuyện đó. Và cái chuyện đó là nó luôn luôn phải ở trong cái tâm trí của chúng ta, thấy là cái người Cộng sản là lúc nào cũng là lắt léo hết, chứ không phải là nếu mà có được cái tư pháp nó đàng hoàng, nó công minh như khác đó, thì là mình là ở trường hợp khác rồi. Tôi chỉ muốn xin nhắc lại chút ít để cho quý vị nhớ cái chuyện này thôi. Vâng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Luận Đàm Thời Sự trong tuần này, và xin hẹn gặp quý khán giả trong chương trình tuần tới, chương trình đặc biệt vào cuối năm âm lịch. Xin kính chào.